Again. Đây là hai anh em nhà cọ ca đang nhí nhố tập thể dục. Em ca giơ chân làm gì? Anh cọ giơ chân làm gì? Có phải hai anh em đây là nhí nhố không? Anh cọ ngẩng mặt lên nào để xem nhìn mặt nhí nhố nào. Đây là một em gái rất xinh đang chạy ra chơi với hai anh em. Anh cọ béo quá ngồi mãi mới dậy được. Này em ca nằm xuống tập thể dục, cẩn thận ngà. Rồi tập thể dục đi, rèn luyện sức khỏe đi để bụng sáu múi nào. Em ca nhí nhố cười tít mắt. Anh cọ thì nhí nhố, toàn học theo những cái lăng tăng nhăng. Thôi let's go home. Nào các con đi dép và đi xong chuẩn bị con đi dép. Cọ đi dép vào cho em ca. Em ca ra đi dép rồi đi về con. Ca mắng đấy sợ chưa mới kinh ấy. Ca đi dép vào đi con. Cọ đi dép vào cho em. Con đi dép vào cho em đi. Không đánh cho thiếu nhi dưới 1 mét 4. Đúng rồi. Thế hai anh em có được tập không? Con đi như nào? Xoay ngược lại đi cho em. Đúng rồi. Ca ngồi nghiêm túc thì anh cọ mới đi được. Con cầm từng dép một thôi. Con hợp tác với anh cọ để anh cọ đi dép vào cho con đi. Không con ơi, cái dây đấy là dây đằng sau mà ca. Cọ. Con ơi, không lấy của anh nhá. Em ca đi vào nè, em ca đi sâu vào. Đây này con này, em ra mẹ hướng dẫn đi dép cho em này. Đây xỏ vào chân như này, xong cái quai này là để móc vào đằng sau gót cho em khỏi bị rơi ra. Now let's go.